Xin chào các bạn. Hôm nay mình nấu phở bò cho gia đình mình ăn. Sẵn đây mình chia sẻ cách nấu phở bò của mình đến với các bạn. Ở đây mình có sườn bò, bắp bò, bò viên và hai lon súp gà. Một lát nữa mình sẽ để vào súp cho ngọt nước. Ở đây mình có viên gia vị phở hòa, chanh, ớt, hành lá, phở tươi, gừng, giá, rau quế, rau ngò ôm, rau ngò gai, củ hành tím, củ hành trắng. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi nấu. Nước sôi rồi, bây giờ mình trụng sơ cái thịt bò. Mình sẽ cho một chút muối. Mình sẽ cho cái thịt bò này vô mình trụng sơ rồi mình mới đem đi nấu súp. Nãy mình đã rửa sạch hết rồi, giờ mình chỉ trụng sơ nước nóng qua. Bây giờ mình sẽ đem đi hầm súp. Nước nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào. Mình sẽ cho một ít muối trắng và muối hồng, một ít đường, một ít bột nêm, hai muỗng nước mắm. Viên gia vị phở, củ hành, gừng, và hai lon súp gà. Bây giờ mình sẽ mở lửa medium, lửa vừa vừa, mình sẽ hầm 1 tiếng rưỡi. Bây giờ mình sẽ để gói gia vị này vào, một gói là đủ rồi, cho có cái mùi thơm của phở. Bò vào viên vô, bắp bò của mình mềm rồi. Wow, thơm quá. Nồi phở bò của mình đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ vớt cái bắp bò ra để nguội rồi mình sẽ xắt. Nước súp của mình rất là trong, ngon lắm các bạn.
ớt này chỉ có mình ăn nè, mà mình cũng ăn ít lắm, chủ yếu là có đầy đủ chứ nhà mình có mấy đứa nhỏ nó ít ăn cay. Gân mềm luôn á. Rất là ngon nha các bạn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Sườn mới vớt ra nóng hổi. Thơm quá. Bây giờ mình sẽ rửa rau. Nhìn dĩa rau là muốn ăn phở rồi. Bây giờ mình sẽ đi trụng phở. Phở nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây, mời các bạn. Mình đã nấu chín xong rồi, mời các bạn. Thơm và ngon lắm các bạn ơi. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chan Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye.